Để ứng phó với siêu bão Yagi, huyện ven biển Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã di dân từ khu vực ngoài đê biển Bình Minh 2 vào nơi trú ẩn an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể gây ra. Chiều ngày 6 tháng 9, lực lượng chức năng của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã vận động sơ tán khoảng hơn 1.000 hộ dân thuộc xã Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông đến khu vực an toàn. Di dân khu vực ngoài đê biển Bình Minh 2, bao gồm cả các lao động đang nuôi hàu trên sông đáy, kiên quyết không để người dân ở lại trên các lồng bè, lều chòi khi bão ảnh hưởng trực tiếp, trường hợp cần thiết chủ động cưỡng chế di rời. Thông báo từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ở quanh khu vực đây thì gia đình chúng tôi cũng đã chuyển vợ con và một số phương tiện khác vào trong làng để cư trú. Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, huyện Kim Sơn đã lập các chốt kiểm soát tuyệt đối không để người dân đi ra ngoài đê biển Bình Minh 2 đến khi bão tan. Ngừng hoạt động các tuyến đò, công an huyện chủ trì phối hợp với các lực lượng vũ trang triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự ở vùng di dân để nhân dân yên tâm chấp hành việc di rời. Đến hiện nay thì bà con nhân dân cũng cơ bản chấp hành tốt các cái chủ trương của tỉnh, của huyện, của xã cũng như của tuyên truyền vận động của bộ đội biên phòng, thì cơ bản là bà con chấp hành tốt các cái quy định về thời gian cũng như về việc di rời chằng chống nhà cửa. Đây là cơn bão rất mạnh sẽ đổ bộ vào đất liền và làm ảnh hưởng trực tiếp khu vực huyện Kim Sơn. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, tránh tư tưởng lơ là, chủ quan, huy động các lực lượng giúp người dân gia cố nhà cửa và khi có sự cố xảy ra.